Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 23 tháng 12 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, với lợi thế về hệ thống sông hồ phù hợp cho việc phát triển chăn nuôi thủy sản, những năm gần đây, nuôi cá lồng đã giúp rất nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 2.200 lồng cá, trong đó có 1.100 lồng cá đặc sản, giá trị sản xuất thủy sản năm 2020 đạt trên 296,6 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2019. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mực nước sông Lô trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động, thường giảm đáng kể vào ban đêm do vận hành của thủy điện. Có khu vực nước sông cạn, độ sâu chỉ còn khoảng 10cm, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc nuôi cá lồng của các hộ dân. Để có phương án phòng tránh với trường hợp này, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp giúp các hộ nuôi cá lồng giảm bớt thiệt hại có thể xảy ra. Theo đó, cơ quan chức năng địa phương và cá nhân tập thể nuôi trồng thủy sản, nuôi cá trên sông Lô cần đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá lồng bè nước ngọt. Ví dụ như vị trí đặt lồng bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, không bị ảnh hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông thủy, mực nước không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm. Đáy lồng bè phải cách đáy sông ít nhất là 0,5 mét vào lúc mực nước thấp nhất. Đối với những trường hợp đặt lồng bè thành từng cụm, thì khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10 mét và khi đặt so le nối tiếp cách nhau tối thiểu 200 mét. Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được thông báo về lịch mở đóng van xả nước vận hành nhà máy thủy điện, cần kịp thời thông báo ngay đến các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, hộ nuôi cá trên địa bàn để chủ động phòng tránh, di dời đến địa điểm nuôi an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Và tình hình thời tiết tại miền Bắc trong 24 giờ tới chưa có nhiều chuyển biến nào đáng kể. Những cơn mưa có chăng chỉ diễn ra thoáng qua, với lượng không đáng kể và kết thúc nhanh vào đêm và sáng. Trời còn rét nhưng không buốt như những đêm vừa qua và nhiệt độ phổ biến ở trong ngưỡng là từ 15 cho đến 18 độ ở vùng đồng bằng. Vùng núi nhiệt độ dao động từ 13 cho đến 16 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Sáng sáng ngày mai thì trời hửng sáng, có nắng yếu, nâng mức nhiệt lên ngưỡng là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Tây Bắc có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Kiểu thời tiết này còn duy trì trong vài ngày tới, chưa giúp cho mực nước sông Lô tăng hơn để cải thiện tình hình nuôi cá lồng bè của bà con ở Tuyên Quang. Lui xuống miền Trung, thời tiết sẽ có sự phân hóa giữa các khu vực. Cụ thể, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh thì có diễn biến tương tự miền Bắc là ít mưa ngày nắng và nhiệt độ dao động trong ngưỡng là từ 19 cho đến 22 độ. Trong khi đó, thì khu vực từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận, cường độ mưa giảm hơn nhưng trạng thái chủ đạo vẫn là mưa rào và rải rác có dông. Vùng mưa vừa mưa to là các tỉnh ở khu vực Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Khánh Hòa, nhiệt độ dao động ở mức là từ 22 cho đến 26 độ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng phía Đông đêm ngày 23 có mưa, mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 cho đến 16 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 23 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng nhẹ, từ khoảng đêm ngày 23 khu vực có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 19 cho đến 22 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 23 cho đến 26 độ, phía Nam là từ 27 cho đến 29 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Đến đây thì bản tin thời tiết nông vụ cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.